Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo phần thứ tư là vì sao người Việt Nam theo đạo Cato giáo hay về đạo Giê-xu là vì cái gì? Một thứ tư, Kinh Thánh Kitô giáo viết những gì? Cuối cùng là vấn đề thẩm quyền của cuốn Thánh Kinh, nghĩa là cuốn Thánh Kinh có phải là những lời mặc khải không thể sai lầm của Thiên Chúa hay không? Và nội dung cuốn Thánh Kinh ra sao? Ngoài những câu vụn vặt và các tín đồ thường hay trích dẫn làm hậu thuẫn cho niềm tin của mình, ngày nay những ai còn nói chuyện mặc khải hay thẩm quyền của Thánh Kinh thật ra chỉ là những người còn sống trong bóng tối, lạc hậu ít ra là vài thế kỷ. Bởi vì thực tế là Thánh Kinh có phải là do Thiên Chúa mặc khải hay không, thì trong Thánh Kinh những chuyện loạn luân vẫn là loạn luân, độc ác vẫn là độc ác, giết người vẫn là giết người, phi lý phản khoa học vẫn là phi lý và phản khoa học, vân vân. Và trong Thánh Kinh chúng ta phải thành thực mà công nhận rằng không thiếu gì những chuyện chuột những loại này. Thật vậy, tất cả những chuyện thuộc các loại sau đây chiếm hơn nửa cuốn Kinh Thánh: bạo hành, giết người hàng loạt, loạn luân, ăn thịt người, độc ác đối với trẻ con, tục tiểu quá mức, trần truồng, đĩ điếm, hiếp dâm, thù hận tôn giáo và chủng tộc, nô lệ, say rượu. Xin đọc cuốn tất cả những chuyện tục tiểu trong Thánh Kinh của Gainer Kamat. Chưa kể ra là lời mặc khải của Thiên Chúa về vũ trụ nhân sinh đã chứng tỏ là hoàn toàn sai lầm trước những sự kiện khoa học bất khả phủ bác ngày nay. Chắc có độc giả, nhất là những tín đồ Kitô, những người chưa từng đọc Thánh Kinh, không thể tin được như vậy. Xin hãy mở cuốn Thánh Kinh ra và đọc với một đầu óc chưa bị nhiễm độc. Đọc từ đầu đến cuối, đừng bỏ sót phần nào. Đọc xong sẽ thấy rằng tất cả những chuyện không nên đọc như trên đều nằm trong Thánh Kinh. Nếu ngại công tìm kiếm những điều trên có đầy trong Thánh Kinh, tôi xin giới thiệu một số tác phẩm, trong đó có tác giả đã trích dẫn sẵn những câu, những đoạn trong Thánh Kinh mà lẽ ra dĩ nhiên các tín đồ Kitô giáo không bao giờ được nghe giảng trong nhà thờ. Cuốn Thánh Kinh thuộc loại dâm ô, một nghiên cứu bất kính về tình dục trong Thánh Kinh của Ben Edwards ở Kenley. Cuốn sách này dày hơn 400 trang, liệt kê những chuyện tình dục dâm ô loạn luân trong Thánh Kinh, tất cả những chuyện tục tiểu trong Thánh Kinh của Kamat Gainer. Cuốn sách này dày hơn 500 trang, liệt kê tất cả những chuyện tục tiểu, tàn bạo, giết người, loạn luân, vân vân trong Thánh Kinh. Sách Chỉ Nam về Thánh Kinh liệt kê những mâu thuẫn vô nghĩa, bạo tàn, vân vân trong Thánh Kinh. Sách Hướng dẫn đọc Thánh Kinh của người tái sinh nhưng hoài nghi của bà Ruth Humaney Grant bình luận những chuyện tàn bạo, dâm ô, kỳ thị phái nữ trong Thánh Kinh. 100 điều mâu thuẫn trong Thánh Kinh của Marcel Gowin liệt kê 100 điều mâu thuẫn trong Thánh Kinh. Lột mặt nạ Thánh Kinh, Levit đưa ra những sai lầm trong Thánh Kinh. Thẩm vấn Kitô giáo của William Fly phân tích từng quyển một trong Thánh Kinh. Kitô giáo và loạn luân của Annie Ambert và Enrique Jonker viết về Kitô giáo và vấn đề loạn luân, những sự kiện về loạn luân và kỳ thị phái nữ bắt nguồn từ Thánh Kinh. Xin nhớ rằng những cuốn sách khảo cứu về Thánh Kinh như trên mà các tác giả đều là những người sống trong quốc gia phần lớn theo đạo Giê-xu, Mỹ, đã được phổ biến rộng rãi trên đất Mỹ và Cato giáo cũng như Tin Lành. Dù có nhiều quyền thế và tiền bạc cũng không có cách nào dẹp bỏ những cuốn sách trên hay đối thoại để phản bác, vì tất cả đều là sự thật. Vì thế nên khoa học gia Indra Kadip đã đưa ra một nhận xét rất chính xác như sau: hầu như không có ai được thực sự đọc cuốn Thánh Kinh. Cá nhân mà tôi nói đến ở trên, một tín đồ thông thường, chắc chắn là có một cuốn Thánh Kinh
Có thể là cuốn sách duy nhất mà họ có, nhưng họ không bao giờ đọc nó, đừng nói là đọc cả cuốn. Nếu một người thông minh đọc cả cuốn Thánh Kinh với một óc phê phán thì chắc chắn họ sẽ vứt bỏ nó đi. Nhưng rõ ràng hơn cả những đoạn sau đây của Jack Bay viết trong cuốn Hình Bóng Của Quỷ, trang 6, trang 7, về những điều độc ác phi lý trong Thánh Kinh, những điều đã làm nguồn cảm hứng cho những hành động của giáo hội Cato sau này. Theo Thánh Kinh, hơn 99% những sự trừng phạt của Chúa Cha là đổ lên đầu những người vô tội, những người không hề dính líu gì tới những trường hợp để Chúa phải trừng phạt. Vì Adam ăn một trái táo mà cả nhân loại bị đày đọa vì sự xúc phạm của một người, cả nhân loại bị kết án và luận phạt. Rom 5:2.18. Những tư tưởng như vậy là từ đầu óc của một người mang rợ không hề có một mảy may ý niệm nào về công lý. Chúng ta được biết thần Kitô mang 10 tai họa đến cho dân Ai Cập vì tim của vua Ai Cập Pharao chai cứng, nghĩa là tàn nhẫn, trần trung ngọc. Những người dân này không liên quan gì tới việc Pharao có trái tim chai cứng. Tuy vậy, gia súc của họ bị chết hết, mùa màng hư hoại, vườn tược suy sụp, nhà cửa đổ nát và tất cả những đứa con sinh đầu lòng đều bị giết. Nếu là lỗi của Pharao thì chỉ một mình Pharao phải gánh chịu tai họa mà thôi. Và chúng ta cũng biết chính Thiên Chúa đã làm cho trái tim của Pharao chai cứng. Theo Thánh Kinh, Thiên Chúa đã dạy dân mà Ngài đặc biệt chọn Do Thái làm tội ác và giúp dân này thực hiện những tội ác. Thiên Chúa giúp Jacob và lừa dối cậu của hắn ta, Gen 30:2.27-43. Và Thiên Chúa dạy dân Ngài chọn Do Thái đi lừa dối dân Ai Cập trong một cuộc lừa đảo lớn nhất trong lịch sử, Ê-xô 11:2-4. Dân Ai Cập không trả công đủ cho dân Do Thái đang làm nô lệ ở Ai Cập, trần trung ngọc. Cho nên bài học luân lý vĩ đại của Thiên Chúa là: nếu chủ ngươi không trả công xứng đáng cho ngươi thì ngươi hãy ăn cắp của chủ để bù vào sự thiệt hại này. Những chuyện này trong Thánh Kinh chứng tỏ những người viết Thánh Kinh có đầu óc của những dân mang rợ, không có một ý niệm nào về công bằng và bác ái. Trong những cuộc chiến tranh chiếm đất phát động bởi dân được Thiên Chúa chọn, lệnh truyền ra là phải giết sạch mọi người, già hay trẻ, ít ra là trẻ thơ không có tội tình gì. Và tội lỗi duy nhất của những người lớn tuổi là họ có đất đai và con cái mà những kẻ mang dại liều lĩnh muốn chiếm hữu. Những nạn nhân này cũng là những người có tín ngưỡng khác, và sự khoan nhượng tín ngưỡng của người khác là điều mà Thiên Chúa quyết định cấm. Theo như Thánh Kinh, dân Thánh Chúa được lệnh phải tiêu diệt tất cả những ai không cùng tín ngưỡng. Thánh Kinh dạy chúng ta là phải giết ngay cả con trai, con gái, cha, mẹ chúng nếu những người này không theo tôn giáo của chúng ta. Phục Truyền 13:2.6-10. Với nội dung cuốn Thánh Kinh như trên, chúng ta không thấy gì làm lạ khi gần đây ở Hồng Kông đang có phong trào đòi Ủy ban Đạo đức Hồng Kông phải xếp lại Kinh Thánh của Kitô giáo vào loại sách tục tiểu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân, và Kinh Thánh phải đọc bọc kỹ và bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung, và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nhà nước Việt Nam cũng nên theo gương Hồng Kông để ra điều luật về sự truyền bá công khai cuốn Thánh Kinh, công bố rộng rãi trong quần chúng. Đó không phải là vi phạm tự do tín ngưỡng, mà là nội dung cuốn Thánh Kinh không thích hợp với nền văn hóa của Việt Nam. Nếu cần, có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về đạo luật này. Sau khi bố cáo cho quần chúng biết đại cương về nội dung cuốn Thánh Kinh, trước những sự thật về cuốn Thánh Kinh và trước những sự tiến bộ của khoa học trong việc tìm hiểu vũ trụ và nhân sinh, con người trong thời đại này không còn thể nào tiếp tục tin vào những điều hoang đường, phi lý và không thể đọc được trong Thánh Kinh và trong những giáo lý của Cato, giáo Roma nữa. Điều này phản ánh sự suy thoái trầm trọng của Kitô giáo đang xảy ra ở phương trời châu Âu, cái nôi của Cato giáo Roma và Tin Lành trước đây. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải là các giáo hội con không biết đến những sự kiện này,
mà vì những quyền lợi thế tục, về quyền lực cũng như về kinh tế, các giáo hội con ở các địa phương kém phát triển vẫn tiếp tục lùa đám giáo dân thấp kém vào những ốc đảo ngu dốt. Từ cũ linh mục Trần Tâm Tĩnh bưng bít và giấu kín mọi tiến bộ của con người. Tín đồ Cato quả là những người đáng thương chứ không phải đáng trách. Họ bị nhào nặng từ nhỏ để tin vào những điều không còn giá trị gì trong thế giới tiến bộ, vì chúng cực kỳ phi lý, phản khoa học, chỉ phù hợp với đầu óc của những tín đồ Âu Châu trong thời Trung Cổ. Bởi vậy, ở Việt Nam chúng ta còn thấy xuất hiện những tấm bảng đề dòng chữ tỳ nữ của Chúa Giêsu, kính mừng tông đồ Phêrô, hay Chúa Giêsu chết thay cho tôi, vân vân. Phản ánh một niềm tin không cần biết, không cần hiểu, như ông giáo sư theo đạo Giêsu Đỗ Mạnh Tri đã viết không chút ngượng ngùng trong cuốn Ngón Tay và Mặt Trăng trước đây. Cho nên theo tôi, mọi người chúng ta cần phải nỗ lực giải hoặc cho họ, giúp họ theo kịp đà tiến bộ của nhân loại, giúp họ biết rõ sự thật về bản chất của tôn giáo họ, để từ đó họ có thể tự mình giải thoát ra khỏi mớ xiềng xích tâm linh vô hình. Trong thế giới phương Tây không thiếu gì những bậc lãnh đạo cá tô, từ những nhà thần học, các hồng y, giám mục, linh mục cho đến các học giả trí thức vân vân. Đã làm công việc này và viết bài này, tôi cũng không đi ra ngoài mục đích trên. Một hành động mà theo tôi, trong thời đại này, vì sự tiến bộ của quốc gia trên mọi mặt, chúng ta không thể tự cho phép lơ là trước những vấn đề trọng đại của đất nước. Nhưng tại sao trên thế giới này ngày nay vẫn có hàng triệu người không phải là Do Thái thờ phụng Giêsu, tin vào sự cứu chuộc của Giêsu? Nguyên nhân chính là Kitô giáo đã ngự trị ở Âu Châu với thế quyền và thần quyền tuyệt đối ở Âu Châu trên ngàn năm, từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ 16, đã áp dụng chính sách khủng bố tra tấn thiêu sống người ngoại đạo cũng như lạc đạo, không tin những gì giáo hội Cato muốn con người phải tin, để cưỡng bách mọi người phải theo đạo. Và sau này từ thế kỷ 18 đã làm tiên phong hay đồng hành với các thế lực thực dân Âu Châu đi xâm chiếm và mang tin lành, thật ra là tin dữ. Theo giáo sư David Voet trong cuốn The Bad New Bible, The New Testament, đến các quốc gia nhỏ bé kém phát triển, đặc biệt là ở Nam Mỹ, Châu Phi và Á Châu, ở những nơi đây Kitô giáo tập trung sự truyền đạo trong những cộng đồng nghèo khổ, thấp kém, ít học hay vô học. Điều này thật rõ ở khắp nơi, kể cả ở Việt Nam. Đây là những môi trường thích hợp nhất để mê hoặc đầu óc những con người cùng đinh trong xã hội vào trong vòng mê tín dị đoan. Trong những cộng đồng nghèo khổ, thấp kém, ít học hay vô học này, lòng tin Chúa của các tăng tòng đạo Giêsu là tin theo những lời giảng dạy của các linh mục, mục sư trong các nhà thờ về Giêsu qua những đoạn chọn lọc một chiều rất kỹ trong Tăng Ước, để chỉ đưa ra một khía cạnh về con người của Giêsu mà họ tôn lên làm Chúa. Vì không đọc Thánh Kinh và phần lớn vì kém hiểu biết, nên tuyệt đại đa số tín đồ không có khả năng để biết là những điều họ nghe giảng trong nhà thờ hay những đoạn trích dẫn vụn vặt trong Thánh Kinh nhiều khi rất mâu thuẫn với những đoạn khác trong Thánh Kinh, không nhất quán và thường không đúng với những sự thật về Giêsu như được viết rõ trong Thánh Kinh. Vả chăng lòng cả tin hầu như tiềm ẩn trong mọi con người, cho nên họ rất dễ tin vào những điều hứa hẹn về một thiên đường của giới truyền đạo, nhất là khi họ được nhồi sọ để mà tin. Không cần biết, không cần hiểu, họ không có khả năng để nhận biết Giêsu có xứng đáng để cho họ kính ngưỡng hay không. Hơn nữa, vì đầu óc yếu kém nên họ sợ hãi trước sự hù dọa về sự đày đọa trong hỏa ngục nếu không chịu tin những lời các nhà truyền giáo giảng dạy. Và cũng vì đầu óc yếu kém nên họ đi theo con đường dễ dãi, chỉ cần tin là có thể lên được thiên đường như họ được hứa hẹn. Và nhất là họ không biết đến những sự thật trong thế giới tiến bộ ngày nay mà chính giáo hoàng cũng như nhiều bậc lãnh đạo trong Cato giáo Roma cũng như tin lành đã phải chính thức thú nhận trước quần chúng là chẳng làm gì có thiên đường, cũng như chẳng làm gì có hỏa ngục. Đã không có thiên đường thì họ hy vọng cái gì? Và đã không có hỏa ngục thì họ sợ hãi cái gì? Nhưng điều đáng buồn là họ vẫn hy vọng và vẫn sợ hãi.
và kết quả là vẫn còn một cặp nạn. Ở Á Châu, sự truyền đạo của Kitô giáo chỉ thành công ở Phi Luật Tân vì nước này đã bị Tây Ban Nha xâm chiếm và áp dụng chính sách khủng bố diệt trừ mọi nền văn hóa bản địa. Nhưng khi gặp phải các nền văn hóa cao hơn và thuần nhất như ở Trung Hoa, Nhật Bản thì Kitô giáo hoàn toàn thất bại. Cho tới ngày nay, ở Trung Quốc chưa tới 1% người theo đạo. Và ở Nhật Bản, dù Nhật đã thất trận trong đệ nhị thế chiến và Kitô giáo được tự do truyền đạo ở đó, số người theo đạo cũng chưa đến tới 2%. Riêng ở Việt Nam, sự truyền đạo của Kitô giáo Roma thành công phần nào chiếm được khoảng 7% dân số. Phần lớn là do sách lược và truyền đạo vào những cộng đồng nghèo khổ, thấp kém, ít học hay vô học trong xã hội Việt Nam ngày xưa. Và bành trướng được về sau từ hậu bán thế kỷ 19 vì đã có công làm tay sai hỗ trợ cuộc xâm chiếm Việt Nam bằng quân sự của thực dân Pháp. Đây là những sự kiện lịch sử không ai có thể chối cãi nếu chúng ta đã đọc những nhận định và tài liệu của giám mục Bungenier Toàn Quyền và linh mục Trần Tâm Tĩnh v.v. về những tài liệu này. Nhưng sự thất bại của Kitô giáo Roma ở Việt Nam, dù được thực dân Pháp nâng đỡ trong thời kỳ đô hộ và trong 9 năm cầm quyền ở miền Nam của Ngô Đình Diệm với chính sách độc tài Kitô giáo, là trong mấy trăm năm từ năm 1533 khi thừa sai đầu tiên xâm nhập Việt Nam để truyền đạo, tỷ lệ trên dân số của Kitô giáo Roma tại Việt Nam không tăng được dù có tất cả những lợi thế trong xã hội, cũng chỉ quanh quẩn ở mức 5-7%. Điều này chứng tỏ văn hóa Việt Nam không thích hợp với văn hóa Kitô giáo Roma. Kitô giáo Roma có một cái gì gọi là văn hóa, chúng ta cần phải coi đây như là nhờ hóng hồng phúc của tổ tiên. Và vì không ai có thể đi ngược lại lịch sử tiến bộ tri thức của nhân loại, cho nên tôi tin rằng trước sau gì rồi đạo Giê-xu cũng phải suy thoái ở Việt Nam, cũng như đã đang suy thoái trầm trọng ở Âu Châu. Bởi vì con người không thể tiếp tục tin vào những điều không thể tin được. Đây là một quá trình tiến hóa tự nhiên của nhân loại. Chúng ta thấy rằng những huyền thoại về Giê-xu được giáo hội bịa đặt và đưa ra rõ ràng là để khai thác tính tình nhạy cảm và khuynh hướng cả tin mê tín của con người ngay từ khi còn nhỏ. Chúng ta cũng không thể phủ nhận là trong giáo hội Kitô giáo có rất nhiều người thông minh, hiểu nhiều. Nhưng thay vì dùng cái thông minh của mình để khai sáng cho đám tín đồ thấp kém, dẫn dắt họ trên con đường mở mang trí tuệ, thì họ lại cố vận dụng trí óc của mình để nghĩ ra những lý luận thần học hoang đường để nhồi sọ tín đồ từ khi còn nhỏ tuổi, huyễn hoặc những tín đồ thấp kém và nhốt tín đồ vào trong vòng mê tín, song song với những thủ đoạn nhơ bẩn, lừa dối, cùng phát minh ra những dụng cụ tra tấn dã man tàn bạo nhất trong lịch sử loài người để chiêu dụ, cưỡng ép những người ngoại đạo phải tin theo những điều mà họ cho là chân lý mặc khải, không thể sai lầm. Đó là khổ nạn của thế giới ngày nay, nhất là thế giới của những quốc gia kém phát triển, nghèo khó, dân trí chưa mở mang. Người dân chất phác đâu có đủ khả năng để hiểu những lý luận thần học ngụy biện. Họ đặt tất cả lòng tin vào những bậc lãnh đạo Kitô giáo mà họ yên trí đó là những người có ăn học, thông thái, lương thiện, thành thật. Họ có biết gì đâu. Vì tin vào vài hứa hẹn huyền hoặc mà họ không đủ trí tuệ để suy luận và đánh giá, nên họ đã bị lùa vào những mục định chế tôn giáo toàn trị mà mục đích chính chỉ để duy trì quyền lợi vật chất và tinh thần của một số nhỏ. Và tệ hơn nữa, vì ở trong định chế tôn giáo toàn trị với tâm cảnh quên mình trong vong phục, nên họ trở thành phi dân tộc và khó tránh khỏi phản dân tộc. Đây là những kinh nghiệm lịch sử khá đau lòng. Với mục đích làm sáng tỏ hơn những điều tôi viết trong phần trên, tôi nghĩ trích dẫn thêm một số tài liệu thời đại về kinh thánh kinh về Giê-xu của các bậc thức giả trong thế giới Tây Phương không phải là vô ích. Trong một phần trên, chúng ta đã biết về giám mục James Pai coi Giê-xu không khác gì hơn một người thường và có một kiến thức giới hạn, học giả Colin Wilson. Còn đi xa hơn nữa, sau khi nghiên cứu về nhiều nhân vật tự xưng là đấng cứu thế trong lịch sử cổ xưa của loài người, ông ta đã viết một cuốn sách với nhan đề Những đấng cứu thế lừa đảo, những chuyện về những đấng cứu thế tự phong.
Trong đó có chương nói về Giê-xu, sau đây vài đoạn ngắn trang 18 đến trang 25. Đấng cứu thế duy nhất trong thời kỳ đó mà ngày nay người ta còn nhớ đến tên là Giô-sua, được biết nhiều hơn dưới tên Hy Lạp Giê-xu. Ông ta đọc cựu ước và tin rằng ngày tận thế sẽ đến ngay trong thời đại của những người sống cùng với ông ta. Khi đó sẽ có chiến tranh, nạn đói, động đất, và người chết sẽ được làm cho sống lại. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng sẽ nhỏ đỏ ngầu như máu, và các ngôi sao sẽ từ trên trời rơi xuống, như được viết trong sách Khải Huyền, Trần Trung Ngọc. Thông điệp làm cho chúng ta nhớ tới Giê-xu, hãy yêu người láng giềng và làm cho người ta những điều mà mình muốn người ta làm cho mình, đã là một phần trong truyền thống Do Thái hơn 1.000 năm bị áp bức. Người Do Thái đã bị nô lệ hóa bởi vua Ai Cập từ 1.250 năm trước thời đại thông thường này, đã tạo nên cho người dân một tâm cảnh hòa bình và tuân phục ý Chúa. Do đó khi Giê-xu dạy hãy yêu kẻ thù là ông ta chỉ nhắc lại điều Môi-se dạy. Một trong những niềm tin căn bản của Do Thái là những sự đau khổ của người Do Thái bắt nguồn từ tội lỗi của ông tổ Adam của họ. Phao-lô rao truyền rằng tội tổ tông này đã được hóa giải bởi cái chết của Giê-xu trên thập giá. Cho nên người nào trở thành tín đồ Kitô thì nay cái tội tổ tông họ mang trên người đã được cứu chuộc. Đây chỉ là một luận điệu thần học ấu trĩ của người thời bán khai. Vì nếu quả thật cái chết của Giê-xu trên thập giá có thể chuộc được tội tổ tông, thì đó là chuộc cái tội tổ tông cho cả dân tộc Do Thái. Giới trí thức trong thời đại này coi chuyện tội tổ tông là chuyện hoang đường nhất trong những chuyện hoang đường. Không những tầm bậy mà còn nói lên cái tâm địa tàn nhẫn độc ác và phủ nhận trách nhiệm của chính Thiên Chúa, chứ không phải chỉ chuộc tội cho những người Do Thái nào trở thành tín đồ Kitô. Đến năm 100 của thời đại thông thường này, mọi người đều thấy rõ là lời tiên tri của Giê-xu sẽ không thực hiện được. Nhưng khi đó thì Kitô giáo đã lan rộng cho nên nó không thành vấn đề. Sự mong đợi ngày tận thế nay đã được hoãn lại một thiên niên kỷ tới năm 1000. Và từ ngữ thiên niên kỷ trở thành đồng nghĩa với ngày phán xét. Kitô giáo đạt được chiến thắng lớn năm 313 khi hoàng đế Constantine, một tên ngông cuồng, ngu xuẩn, khát máu và sa đọa như nhiều hoàng đế La Mã, tuyên dương Kitô giáo là tôn giáo chính thức của đế quốc La Mã. Làm sao mà những đấng cứu thế này lại thấp dẫn như vậy? Thứ nhất, họ đều là những người có năng khiếu thuyết giảng. Nhưng không phải chỉ có vậy. Chúng ta đã biết giáo hội Kitô mới đầu là một tổ chức nghèo nàn và bị bạo hành. Nhiều người lãnh đạo bị ném cho những con sư tử ăn thịt. Đột nhiên trở thành tôn giáo chính thức của La Mã năm 313 dưới triều hoàng đế Constantine. Khi đó, khi có được quyền lực rồi, những tín đồ Kitô bắt đầu xử sự ngay một cách tệ hại hơn kẻ thù của họ rất nhiều. Phá hủy những đền đài của dân gian, thiêu sống những kẻ ngoại đạo và cãi vã với nhau. Thực chất là giáo hội đã trở thành một tổ chức siêu độc tài. Và dân nghèo được lệnh phải đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật, rên xiết dưới gánh nặng thuế má và bắt buộc phải trả lệ phí cho những tội lỗi của họ đã được tha thứ. Càng ngày càng trở nên bất mãn với những lãnh đạo tinh thần của họ, nhưng họ không thể làm gì được. Giáo hội đã đặt họ vào trong gọng kìm sắt như là Đức Quốc xã ở Đức hoặc Cộng sản dưới thời Stalin ở Nga. Tuyệt đại đa số các tín đồ Kitô giáo không biết đến lịch sử tàn bạo của các giáo hội Kitô, không biết đến những thủ đoạn trí thức nhằm nhốt tín đồ vào trong vòng mê tín tối tăm của giới chăn chiên, không biết đến những sự thay đổi trong não trạng của các cấp lãnh đạo tôn giáo, và nhất là không biết đến những thú nhận sai lầm thần học của giáo hội trước những sự kiện bất khả phụ bác của khoa học và thực tế là ngoài đời. Do đó đức tin của họ vẫn thuộc đức tin của đức thời Trung Cổ, tin vào những chuyện không thể tin được trong thời đại mới. Theo Robert Fuchs, chủ tịch hội nghiên cứu nhân vật Giê-xu, một hội nghiên cứu thánh kinh
và nhân vật Giê-xu gồm hàng trăm học giả, chuyên gia ở trong các giáo hội Kitô, thì thời đại mới có nghĩa là quan trọng nhất là sự chấm dứt của thời đại Kitô. Trong cuốn Honest to Jesus trang 297, ông viết: định nghĩa thời đại mới như trên, tôi không bảo rằng Kitô giáo đã hết thời. Tôi chỉ cho rằng Tây Phương được Kitô giáo hóa và kỹ nghệ hóa, không còn giữ vai trò chỉ đạo trò chơi duy nhất trên trái đất. Ông viết tiếp trang 298: ở Tây Phương, cái biểu tượng của vũ trụ cổ xưa đang trên đà suy thoái, chắc chắn là nó còn lay lắc dưới một dạng thức yếu. Trong nhiều ốc đảo nơi đây, một hoạt động của đoàn quân hậu vệ giới chăn chiên được tung ra để chống lại ảnh hưởng của những đầu óc hiện đại có tác dụng soi mòn và phá hoại của những chất axit. Những ai còn bám víu vào những quan điểm cổ xưa càng ngày càng thấy rõ khó khăn trong việc làm cho những câu trong thánh kinh như ông ta bay lên trời có ý nghĩa. Những sự thấp dẫn về sự một Thiên Chúa mà ta xác nhận, về thiên đường và hỏa ngục, về đấng cứu chuộc thần thánh, về Kitô như là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, đã bắt đầu mất đi tác dụng và thường là rơi vào những cặp tai không còn ai muốn nghe. Tuy rằng về phương diện tri thức và hiểu biết, tôi nghĩ không có lý do gì chính đáng để người Việt Nam theo đạo Giê-xu, nhưng về phương diện tín ngưỡng thuộc vấn đề tâm linh, tôi không thể nói được điều gì. Do đó tôi tuyệt đối không ngăn cản, không phản đối bất cứ người Việt Nam nào muốn theo đạo Giê-xu. Đó là quyền tự do tuyệt đối của họ. Để cho vấn đề được đầy đủ, tôi nghĩ cũng nên duyệt qua vài lý luận quen thuộc biện minh cho việc theo đạo Giê-xu của một số người Việt Nam theo đạo. Người theo đạo Giê-xu cho rằng đạo nào cũng tốt, cũng vậy có người làm lành tránh ác. Vậy thì họ đâu có vấn đề gì khi theo đạo Giê-xu. Họ cũng tin rằng một khi gia nhập đạo Giê-xu là họ được ở trong một hội thánh, do đó đương nhiên là họ ở một vị thế cao hơn, thánh thiện hơn những người ngoại đạo. Họ được các bề trên dạy như vậy. Họ cũng được dạy để tin rằng Kinh Thánh là những lời mặc khải của Thiên Chúa, và vì đã là những lời mặc khải của Thiên Chúa thì không thể sai lầm. Vì vậy chúng ta thường thấy những người Kitô giáo hay trích dẫn một vài câu trong Kinh Thánh mà họ cho là những chân lý mặc khải để đảm bảo niềm tin của mình, chứ không phải là để thuyết phục người đối thoại. Chúng ta hãy thử phân tích những chủ đề trên để xem đâu là sự thật. Vậy con người làm lành tránh ác không phải là giáo lý đặc thù của bất cứ một tôn giáo nào, mà là một điều rất phổ quát trong dân gian, trong tôn giáo cũng như ngoài tôn giáo. Bố mẹ nào mà chẳng dạy con cái làm lành tránh ác? Nhưng nếu trong một tôn giáo, ngoài những điều dạy làm lành tránh ác lại có những điều dạy làm ác, thì chúng ta tính sao? Vấn đề đặt ra với đạo Giê-xu là có phải đạo này chỉ dạy con người làm lành tránh ác, hay ngoài ra còn cái gì khác nữa không? Để nhìn một cách đứng đắn và bất cứ một tôn giáo nào, chúng ta không thể chỉ lượm và lặt ra vài điều thuộc loại làm lành tránh ác ở trong đó, mà phải nhìn vào toàn bộ tôn giáo đó. A. Tư cách giáo chủ. B. Cốt tủy giáo lý. C. Nhất là những hành xử của những tín đồ trong xã hội, trong cộng đồng thế giới, bởi vì những hành xử của tín đồ thường bắt nguồn từ niềm tin vào giáo lý. Một, tư cách giáo chủ. Trong phần khảo luận 1 năm ở trên, chúng ta đã xét đến trí tuệ và đạo đức của Giê-xu. Giê-xu theo Ca-tô giáo Roma là giáo chủ của Ca-tô giáo Roma, dựa trên những điều viết trong Tân Ước và những tác phẩm nghiên cứu về Giê-xu của bác học, các học giả và các bậc lãnh đạo trong Kitô giáo. Chúng ta đã đi tới kết luận trí tuệ và đạo đức của Giê-xu không có gì đáng để chúng ta kính ngưỡng. Khoan nói đến chuyện đáng để cho chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa. Xin đọc lại ở mục 5. Xin nghe lại ở phần 5 trong bài trước. 2. Cốt tủy giáo lý và thực chất hội thánh Kitô giáo. Chúng ta đã biết Giê-xu không hề có một giáo lý nào, mà tất cả những quan điểm mà Giê-xu đã diễn đạt chỉ là một mớ hỗn loạn hỗ lốn. Những điều mà chúng ta có thể thấy trong những đạo cổ xưa của Ai Cập, Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, Phật, Khổng, Ấn Độ,
như học giả Cato Joseph Daleiden đã nghiên cứu và khẳng định, cũng đã chứng minh là Giê-xu chỉ có cái ta, như giáo sư Rod Dennis O'Brien đã nhận định dựa trên những điều viết trong Tân Ước. Tuy nhiên, về phương tiện giáo lý thì ai cũng biết giáo lý bắt nguồn từ kinh điển của mọi tôn giáo. Kitô giáo thì có cuốn Thánh Kinh gồm Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng trước khi đi vào nội dung cuốn Thánh Kinh, chúng ta hãy đi thêm vào chủ đề này với nhiều chi tiết để vấn đề đã được rõ ràng hơn. Cốt truyện của giáo lý Kitô giáo nằm ở đâu nếu không phải là ở cuốn Thánh Kinh? Nhưng đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy trong đó điều cốt yếu không phải là dạy tín đồ làm lành tránh ác như một số giáo dân thường đưa ra luận điệu, tôn giáo nào cũng tốt, cũng dạy người ta làm lành tránh ác. Thật vậy, cả Cato giáo cũng như Tin Lành đều dạy tín đồ là họ được Chúa chọn, không phải vì đã làm lành tránh ác, mà sự lựa chọn này tùy thuộc hứng của Thiên Chúa. Muốn ban ân sủng cho ai thì cho. Trong cuốn Chứng Nhân Hy Vọng, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận đã viết: chúng ta không được lựa chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng từ bi của Chúa. Và trong cuốn Mục Sư Tin Lành, Ruben Alves viết trang 34 là: Tin Lành cấy vào đầu tân tòng mặc cảm tội lỗi, và để cho có thể vào trong cộng đồng Tin Lành, người tân tòng phải tin rằng mình sinh ra trong tội lỗi, và cái gì bản chất tội lỗi đó, con người không thể làm điều gì tốt để thoát ra khỏi cái bản chất tội lỗi đó. Con người chỉ có một cách: chấp nhận Giê-xu Ki-tô là đấng cứu chuộc duy nhất và đầy đủ. Cái công thức này không khuyến khích làm thiện, mà chỉ cần đầu phục Giê-xu Ki-tô. Thật vậy, rất mực đạo đức còn thường được coi là một chướng ngại trong lịch trong sự cải đạo. Chúng ta thấy rõ, làm lành tránh ác không phải là giáo lý căn bản của Cato giáo Roma cũng như của Tin Lành. Hơn nữa, Tân Ước cũng đã viết rất rõ, điều kiện cần và đủ để được Chúa chọn là phải tin Chúa. Nếu không tin thì dù làm lành tránh ác cách mấy đi chăng nữa thì cũng bị Chúa đẩy xuống hỏa ngục để bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vĩnh hằng. Trong thời Trung Cổ, những thập ác quân vì tin Chúa và phe nghe lệnh của giáo hoàng làm theo ý Chúa đi tàn sát những người Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo Kitô lạc đạo, nghĩa là những người không tin theo giáo lý Cato, không thuần phục Cato giáo, cho nên được giáo hoàng giải mọi tội lỗi và cấp vé cho lên thiên đường sau khi chết. Vậy thì làm lành tránh ác có giá trị nào trong Cato giáo Roma? Theo định nghĩa tôn giáo của Tây Phương, trong từ điển thì đó là một niềm tin và tôn kính và một quyền lực siêu nhiên được biết là đấng sáng tạo và cai quản vũ trụ, hoặc thái độ tâm linh và tình cảm của một người thấp chấp nhận sự hiện hữu của một quyền lực siêu nhân. Kitô giáo là tôn giáo đúng như định nghĩa này. Một tôn giáo thường có ba mục đích chính. Thứ nhất, tôn giáo là để dạy và khuyến khích đạo đức cho con người. Thứ nhì, tôn giáo hiện hữu như là một gia đình thứ hai để hỗ trợ cho nhóm người có cùng đức tin trong cách sống và lành thiện. Kitô giáo không những không thực hiện được ba mục đích trên mà còn làm trái lại. Thật vậy, lịch sử đẫm máu của Cato giáo Roma cũng như của Tin Lành đã chứng tỏ hơn gì hết các tôn giáo này. Thay vì dạy khuyến khích đạo đức con người, đã khuyến khích con người làm những việc đại ác như đi giết người cho Chúa trong những cuộc thập ác chinh, thiết lập những tòa án xử dị giáo để tra tấn giết chóc và cướp bóc của cải các nạn nhân, cùng phát động những chiến dịch săn lùng phù thủy thiêu sống vô số người vô tội, thiêu sống luôn cả khoa học gia Bruno, nạn nhân của sự ngu xuẩn của giáo hội Cato Roma về vũ trụ học, nhưng lại nắm quyền sinh sát trong tay tất cả những việc đại gian đại ác như trên đã đều được thực hiện nhân danh Đức Chúa, đức tin vào một Thiên Chúa của Do Thái, là nền thần học Kitô giáo đôn lên làm Thiên Chúa của cả loài người. Thứ đến, một tôn giáo mà có các con chiên phải tuyệt đối tuân phục các bề trên và được dạy để tin mà không cần biết, không cần hiểu, nghĩa là có một tôn giáo trong đó, lý trí trở nên thừa thãi thì không thể gọi là một tôn giáo giúp tín đồ khai sáng tâm linh. Một tôn giáo như vậy mà vẫn tự nhận là một hội thánh và các tín đồ cũng vẫn tin như vậy. Theo giáo hội Cato Roma dạy thì một đứa con nít
mới sinh ra được một tuần bị bố mẹ vắt đi rửa cái tội không hề có của nó là đứa trẻ. Đương nhiên ở trong hội thánh rồi, các giáo hội Kitô giáo tự nhận là các hội thánh, tuy rằng trên thực tế đều là các hội phàm, rất phàm, phàm hơn cả phàm tục. Xét đến lịch sử cấu trúc và những hoạt động rất thế tục của chính các giáo hội và những bậc lãnh đạo trong giáo hội. Thật vậy, ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, một tuần lễ trước ngày đi hành hương nơi thánh địa Jerusalem trong một cuộc thánh lễ công cộng tại thánh đường Phêrô, trước nhiều chục ngàn con chiên, người chủ chiên Đức Thánh Cha John Paul II đại diện cho hội thánh Gia Tô gồm gần 1 tỷ tín đồ, trong đó có khoảng 5 triệu tín đồ Việt Nam, đã chính thức xưng thú 7 núi tội ác đối với nhân loại của Cato giáo Roma, một tôn giáo tự nhận là thiên khải duy nhất thánh thiện màu nhiệm tông truyền, vương quốc của Thiên Chúa, cao quý ánh sáng của nhân loại, hiền thê của Chúa Giêsu, vân vân, và xin thế giới tha thứ cho những hành động phi thánh phi phàm đặc thù Cato của những con cái giáo hội Cato thánh thiện. Những hành động này qua gần 20 thế kỷ đã đưa đến những thảm họa to lớn cho nhân loại như thánh chiến, tòa hình án xử dị giáo, kỳ thị phái nữ, xâm lăng văn hóa, ý muốn thống trị và thái độ thù nghịch đối với những tôn giáo khác, bắt hại dân Do Thái, gây chia rẽ trong cộng đồng Kitô, liên kết với những thế lực thực dân phát xít, vân vân. Như đã được nhắc đến hết sức đại cương trong những lời xưng thú 7 núi tội ác của Cato giáo Roma. Xin đọc chi tiết những núi tội ác của Cato giáo Roma đối với nhân loại trong sách hiếm. Dù giáo hội có giải thích hành động xưng thú tội lỗi của giáo hoàng như thế nào đi chăng nữa, là hành động can đảm hay theo đúng tinh thần tự kiểm ăn năn thống hối của Cato giáo, là để thanh tẩy ký ức hay để tiến tới sự hòa hợp tôn giáo, vân vân, các tín đồ Cato vẫn không thể nào giải đáp được thỏa đáng những câu hỏi như: tại sao một giáo hội do chính Chúa thành lập, thường tự xưng là thánh thiện duy nhất tông truyền, là ánh sáng của nhân loại, quán quân về công bằng và bác ái, được thánh linh hướng dẫn, vân vân, lại có thể phạm những tội ác vô tiền khoáng hậu trong suốt 2000 năm nay đối với nhân loại như vậy? Chúng ta không thể không đặt ra một câu hỏi: giáo lý của mỗi tôn giáo là để làm gì, nếu không phải là để cho tín đồ theo đó mà ăn ở hay tụ tập? Nhưng tại sao lịch sử đạo Giêsu lại là một lịch sử ô nhục đẫm máu nhất trên thế gian, mang trên bờ vai trên dưới 200 triệu sinh mạng vô tội, gồm cả già trẻ lớn bé? Người Tây Phương vẫn tự nhận là văn minh tiến bộ nhất, mang Kitô giáo đi khắp nơi, khắp thế giới, đặc biệt là Á Châu, để Kitô hóa những dân tộc mọi rợ theo các đạo dân gian. Nhưng họ thích làm sao cho sự kiện là chính Kitô giáo lại là một tôn giáo duy nhất trên thế gian đã phạm quá nhiều tội ác đối với nhân loại? Những câu hỏi này sẽ luôn luôn ám ảnh những tín đồ Cato giáo có đầu óc, còn đôi chút lương tri và đầu óc suy luận. Vì một tôn giáo mà ngày nay gây ra nhiều tội đại ác như tra tấn, tù đầy, thiêu sống, vân vân, giết hại hàng trăm triệu sinh mạng vô tội, gồm cả đàn bà và trẻ con, bất cứ vì lý do nào thì không thể được coi là một tôn giáo nữa. Đó chẳng qua chỉ là một tổ chức núp sau bình phong tôn giáo để duy trì những quyền lực thế tục, lương tâm trí thức của họ bắt họ phải thực trực diện với sự thật này. Phải chăng họ đã bị lừa dối từ bao thế kỷ nay bởi một cái bánh vẽ trên trời mà không cần đếm xỉa gì tới vấn đề đạo đức luân lý? Phải chăng họ đã bị nhào nặng từ nhỏ để có một âm cảnh vô cùng ích kỷ, chỉ ham hố một sự cứu rỗi tưởng tượng cho riêng mình mà không cần biết đến cái cộng đồng tôn giáo của mình ra sao? Phải chăng họ đã bị nhồi sọ từ nhỏ đến độ chỉ còn có thể tin một cách mù quáng, không còn khả năng suy nghĩ để tìm ra lẽ thật, vân vân? 3. Tín đồ đạo Giêsu đã thực hành giáo lý trong thánh kinh như thế nào? Trước hết, chúng ta hãy đọc một đoạn của Robert Ingersoll xem Cato giáo đã thực hành giáo lý của họ như thế nào trong cuốn Ingersoll The Magnificent do Joseph Levitt xuất bản. Robert, một nhà tư tưởng tự do nổi tiếng nhất của Mỹ vào cuối thế kỷ 19, đã viết trang 119.
Nhân danh Chúa Kitô, hàng triệu nam nữ đã bị tù đầy, tra tấn và giết hại, hàng triệu người đã bị làm nô lệ. Nhân danh hắn, những tư tưởng gia, khảo cứu gia bị coi như là kẻ tội phạm, và những tín đồ theo hắn đã làm đổ máu của những người thông thái giỏi nhất. Nhân danh hắn, sự tiến bộ của nhiều quốc gia bị chặn đứng cả ngàn năm. Trong phúc âm của hắn, chúng ta thấy cái tín lý về sự đau khổ vĩnh viễn đầy hóa ngục trần trung ngọc, và những lời của hắn đã thêm vào sự chết, sự kinh khủng vô tận. Phúc âm tin mừng của hắn chất đầy thế giới với thù hận và trả thù, coi sự lương thiện trí thức như tội ác. Hạnh phúc trên cõi đời là con đường dẫn xuống địa ngục, tố cáo tình yêu thương như là thấp hèn và sự như súc vật, thánh hóa sự nhẹ dạ cả tin, tôn vinh sự mù quáng và tiêu diệt tự do của con người. Nhân loại sẽ tốt hơn nhiều nếu cuốn tăng ước chưa từng được viết ra, Chúa Kitô theo quan điểm thần học chưa từng được sinh ra. Về phương diện thực hành giáo lý thì chúng ta đã biết lịch sử của các tôn giáo Roma đã mang tới bao nhiêu bất hạnh cho nhân loại qua 1.000 năm của thời kỳ đen tối. Ở Âu Châu, với 9 cuộc thánh chiến, 400 năm của các tòa án sử dị giáo, những cuộc săn lùng phù thủy v.v. và song hành với các thế lực thực dân ở Âu Châu đi xâm chiếm các dân tộc ở Phi Châu, Châu Mỹ Latin, Nam Mỹ, Á Châu để truyền đạo với những sách lược như dựa vào quyền thế vua chúa, dựa vào những thế lực thực dân, hay dùng bả vật chất để cưỡng ép những người ngoại đạo phải vào đạo, cùng phá hủy chùa chiền, miếu mạo của những người dân bản xứ. Cái lịch sử ô nhục đầy máu và nước mắt này đã được giáo hoàng chính thức cáo thú cùng thế giới một cách đại cương vào ngày 12 tháng 3 năm 2000 tại Tòa Thánh Vatican. Cả thế giới đều biết, trừ những tín đồ sống trong bóng tối nên vẫn tin rằng giáo hội Cato Roma là một hội thánh thánh thiện. Lịch sử cận đại Việt Nam đã chứng tỏ Cato giáo Roma ở Việt Nam qua những hành động vì một tín ngưỡng mù quáng đã là một tập thể vừa phi dân tộc vừa phản dân tộc. Đây là một sự kiện bất khả phủ bác như đã được chứng minh qua một số tài liệu ở phần trên. Phi dân tộc ở đây chúng ta cần hiểu là không hợp với truyền thống dân tộc, và phản dân tộc là theo lệnh ngoại bang hay hỗ trợ ngoại bang bằng những hành động phản bội quốc gia, có phương hại đến chủ quyền của dân tộc hoặc đặt quyền lợi dân tộc sau quyền lợi tín ngưỡng riêng tư. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng đa số tín đồ Cato Việt Nam không biết là mình ở trong một tập thể như vậy. Vì cấu trúc quyền hành trong Cato giáo nên những tín đồ thấp kém được dạy là phải tuyệt đối vâng phục các bề trên nếu họ muốn được một vé lên thiên đường sau khi chết. Và vì thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội nên không ý thức được việc mình làm là những hành động phản bội quốc gia, gây tổn hại đến nền độc lập và chủ quyền của quốc gia. Cho nên trách nhiệm tạo ra một tập thể vừa phi dân tộc vừa phản dân tộc như trên là trách nhiệm của giới chăn chiên, nghĩa là của tập đoàn, giám mục, linh mục v.v. Trách nhiệm tiếp tục lùa những người thiếu hiểu biết vào trong một ngục tù tâm linh. Đây là một sự kiện lịch sử không ai có thể chối cãi. Cũng vì vậy mà Chắc Liên Nguyễn, một trí thức Cato giáo Roma, đã viết trong bài Vấn đề trách nhiệm của Hội đồng Giám mục như sau: nhưng sự thật lịch sử xưa và nay đều chứng minh rằng tập thể Công giáo Việt Nam chỉ là một bầy cừu hèn hạ, luôn nép mình dưới cái gậy chỉ huy độc đoán và cực kỳ nham hiểm của Vatican. Vì cuồng tín, họ đã tự biến mình thành một tập thể Việt gian, luôn luôn có hành động đi ngược lại quyền lợi của dân tộc. Trách nhiệm hàng đầu thuộc về cái gọi là Hội đồng Giám mục. Xét cho cùng, mọi hành vi xuẩn động phát gia của tập thể Công giáo là do hậu quả của những bài kinh cầu xin Chúa làm cho súc vật: xin Chúa hãy lùa tôi vào một đoàn cùng các con chiên Chúa. Vì công nghiệp Đức Mẹ chuyển cầu, xin cả dân Đông Dương thấy nên một tràng cùng một kẻ chăng. Trang 170 đến 172. Thiên Chúa là đấng thiêng liêng chẳng thấy đâu, cho nên đoàn chiên gọi là của Chúa trong thực tế chỉ là một bầy cừu khờ dại của Vatican. Trong thời đại này, nếu còn có đôi chút lương thiện tri thức, các tín đồ đạo Giê-xu cần phải chấp nhận những sự kiện lịch sử về tôn giáo của mình như trên.
Và dù nhận thức được rằng những sự kiện lịch sử đó dù muốn dù không cũng đã tạo thành những vết nhơ không sao tẩy xóa được trên khuôn mặt của một tôn giáo tự nhận là thiên khải, thánh thiện, tông truyền mà những tín đồ trong đó tin rằng mình đang ở trong một hội thánh. Dù muốn dù không, các tín đồ cũng bị ràng buộc vào một hội giáo hội về vật chất cũng như về tinh thần, và đó là trách nhiệm tập thể. Không ai có thể nói rằng lịch sử đẫm máu của giáo hội chẳng liên quan gì đến tôi. Đó chỉ là sự sai lầm của một số cá nhân trong giáo hội. Một cá nhân theo một tôn giáo nào đó có thể là vì bản tính cho nên đã có những hành động ác, vô đạo đức, vân vân. Nhưng một tôn giáo đúng nghĩa là một tôn giáo như một tập thể thì không thể có những chủ trương tàn ác, phi luân, vô đạo đức, vân vân. Trong kinh điển giáo lý của mình, những tôn giáo Đông Dương, Đông Phương của Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo tuy không phải là những tôn giáo theo phát triển trí tuệ, khai sáng tâm linh, đưa con người đến đạt tới một cảnh giới cao hơn. Do đó lịch sử truyền bá đạo Phật trong hơn 25 thế kỷ không hề cưỡng bách bất cứ ai phải theo đạo Phật, không hề làm đổ một giọt máu vì truyền đạo, không hề có ý đồ xâm lăng văn hóa, và không hề khuyến khích con người đi vào một niềm tin mù quáng. Không cần biết, không cần hiểu, nhưng đối với Cato giáo Roma thì có khác. Chúng ta hãy đọc đoạn sau đây của tiến sĩ Lorraine Butner trong cuốn Roman Catholic, trang 27. Giáo hội Cato Roma tự khoác lên mình thánh, nhưng thật ra qua các thời đại và trong quyền lực của giáo hội Roma, sự kiện là giáo hội đã phạm phải những tội ác khủng khiếp nhất. Thực hành nhân danh tôn giáo gồm có giết người, cướp bóc, bạo hành đủ mọi hình thức, tiết lộ, gian xảo, lừa dối và cấu kết. Mọi tội ác mà con người biết đến, những tội ác như vậy không phải là chỉ do những giáo dân của giáo hội gây ra, mà là do các giáo hoàng, hồng y, giám mục và linh mục. Như sự nghiên cứu về lịch sử của giáo hội sẽ chứng tỏ, không còn chối cãi gì được nữa, họ đều là những kẻ ác. John Calvin đã từng gọi giáo hội Roma là con điếm điên thay vì hiền thê của Chúa, vì mức tiêu chuẩn đạo đức quá thấp và các linh mục của giáo hội hành xử và dung dưỡng. Cho nên các tín đồ Cato muốn tôn vinh quyền năng của Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần và giáo hoàng thế nào thì tôn vinh, nhưng họ không bao giờ có thể xóa bỏ được những sự thật lịch sử về Cato giáo. Nhưng những sự thật đã làm cho cả thế giới phải ghê sợ và đã bị phanh phui đến mức độ giáo hội không thể làm gì khác hơn là đưa giáo hoàng ra xưng tội cùng thế giới loài người về những tội ác của giáo hội Cato để xoa dịu dư luận thế giới. Những tội lỗi của Cato giáo đối với nhân loại qua lời xưng thú tội lỗi của giáo hoàng sẽ ám ảnh lương tri của người Cato suốt đời. Không phải vì họ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của giáo hội trong quá khứ, mà vì dù muốn dù không, họ cũng thuộc một đoàn thể có một lịch sử quá đen tối. Trái ngược với những lời tuyên truyền giả dối đã tạo ra thành niềm tin của họ, từ nay họ không còn có thể tự đề cao mà không ngựa miệng những điều họ được nhồi vào đầu óc từ khi còn nhỏ. Ví dụ như Cato giáo là một tôn giáo thánh thiện, duy nhất, thiên khải, văn minh, tiến bộ, cao quý hơn tất cả các tôn giáo khác. Hoặc như người trong đạo là những người lành thiện, đạo đức hơn tất cả những người ngoại đạo, vân vân. Thế giới đã thấy rõ từ lâu, tất cả những lời tự tôn, tự ca tụng, tôn vinh, vân vân của giáo hội Cato chỉ là những lời tuyên truyền huynh hoang giả dối cho đám tín đồ thấp kém, trái hẳn với bản chất mê tín, hoang đường, thấp kém, tàn ác, vân vân của giáo hội Cato. Có những sự kiện ngay trước mắt mà các tín đồ đạo Giêsu ở Việt Nam không bao giờ biết đến, vì không bao giờ được bề trên nói đến và vì không có phương tiện và khả năng tìm hiểu. Hiện nay Âu Châu trước là thành trì của Cato giáo Roma, nay hầu hết theo Tin Lành. Nước Pháp trước là trưởng nữ của giáo hội Cato giáo Roma, mẹ với 94% dân chúng được rửa tội theo Cato giáo, chỉ có 2% là thường đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật. Cũng trong thế kỷ 16, giáo hội Cato Roma tại Anh Quốc đã tách ra thành Anh giáo, không công nhận quyền hạn của giáo hoàng cũng như không theo các tôn giáo điều
của Tòa Thánh Vatican đưa ra. Điển hình là gần đây giáo hội Anh đã tấn phong chức linh mục cho phái nữ bất kể sự phản đối của John Paul đệ nhị. Ngoài ra, từ thế kỷ 16 sau cuộc cải cách của Martin Luther, nhiều quốc gia Cato ở Âu Châu như Na Uy, Thụy Điển, Ích Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Anh Quốc, Tô Cách Lan và Thụy Sĩ cũng chống chế độ giáo hoàng và bỏ đạo Cato giáo Roma. Hơn nữa, số linh mục và tín đồ Cato bỏ đạo càng ngày càng nhiều trên khắp thế giới. Điển hình là hiện nay ở châu Mỹ Latin, số tín đồ bỏ đạo để theo Tin Lành trên 8.000 người mỗi ngày, làm cho giáo hoàng John Paul đệ nhị lo sợ không tự kiềm chế được, phải thốt ra những lời chỉ trích các nhà truyền giáo Tin Lành ra những con chó sói đói mồi, gây bất hòa chia rẽ trong cộng đồng Cato của chúng ta. Câu này đã đi vào lịch sử cùng với vô lượng những lời tuyên bố cùng hành động phi đạo đức tôn giáo của các giáo hoàng trong lịch sử Cato giáo Roma. Hiện nay hơn 70% tín đồ Cato giáo Roma thuộc các nước Phi Châu, Nam Mỹ, Phi Luật Tăng ở Á Châu và các số ốc đảo ở Việt Nam. Và nhận xét sau đây cho chúng ta thấy rõ vấn đề. Philip Jenkins trong cuốn nghiên cứu về những phong trào chống Cato giáo Roma trên thế giới đã viết về một thủ đoạn dạy giáo dân trong cuốn giáo lý của Cato giáo Roma như sau. Đối với giới ưu tú trong xã hội, đạo Cato hiển nhiên là tôn giáo của kẻ ngu dốt và cuồng tín. Những khối dân dơ giấy thấy rõ ở Boston và New York cho đến thế kỷ 20. Chính người Cato cũng không thể phủ nhận là số người nghèo khổ chiếm đa số trong giáo hội Cato Mỹ. Trong sách giáo lý xuất bản ở Baltimore, giáo dân Cato được dạy để trả lời nhận định là có quá nhiều người nghèo và ngu dốt trong giáo hội Cato. Giáo dân được dạy là chấp nhận sự kiện căn bản trên, nhưng diễn giảng đó thành một đức tính, giáo dân phải lý luận như sau: bảo rằng có nhiều người nghèo và ngu dốt trong giáo hội Cato là khẳng định đó là giáo hội của Chúa Kitô, vì Chúa luôn luôn dạy người nghèo và ngu dốt và chỉ thị cho giáo hội phải tiếp tục công việc dạy dỗ người nghèo và ngu dốt. Điển hình điều hiển nhiên là người nghèo và ngu dốt thì không có mấy người có đủ đầu óc sáng suốt, đủ hiểu biết để mà phân biệt chân giả, cho nên rất dễ bị đưa vào vòng mê tín và cuồng tín giáo hội Cato Roma. Vẫn hãnh diện về số giáo dân đông đảo của mình, gần 1 tỷ người, và đây là một thành công lớn của giáo hội. Còn thực chất của giáo hội giáo dân ra sao thì không phải là điều giáo hội quan tâm. Ngu dân dễ trị vốn là tiêu chuẩn hành đạo từ xưa của tập đoàn chỉ đạo Cato giáo Roma ở khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Ngồi ở trên cai trị, đám giáo dân ở dưới. Tập đoàn ở Vatican đâu có nghèo khổ và ngu dốt. Tài sản của Vatican lên tới hàng ngàn tỷ đô la. Và tập đoàn ở Vatican rất thông minh, nhưng những thủ đoạn để lùa những người ngu dân dốt vào cái thầm lòng của Vatican, tiền ở đâu mà giáo hội Cato Roma ở Mỹ để trả tiền bồi thường cho các nạn nhân tình dục của các cha cũng như Chúa này đã lên tới 2 tỷ đô la. Ai dám phủ nhận điều này xin lên tiếng. Cùng ý tưởng, Ruth Bauer viết trong cuốn Stealing Jesus, New York năm 1998, trang 164. Trong thế kỷ 19, những người thuộc giai cấp cao, có học và nhiều người thuộc mọi giai cấp đã hàng loạt thôi không dự các lễ ở nhà thờ, để lại đằng sau một giáo hội gồm hầu hết những kẻ ít học để xoa dịu tình cảm mê tín của những người còn lại này. Vatican đưa vào thêm những giáo lý mới về Marie Đồng Trinh, nghĩa là giáo lý về thụ thai vô nhiễm 1854 và Thăng Thiên của Maria năm 1950. Cả hai ý tưởng này đối với một mà tín hữu có đầu óc thì thật là vô nghĩa, không có căn cứ trên phúc âm mà chỉ là lòng mộ đạo của dân gian. Khi trí tuệ nhân loại chưa mở mang thì những giáo lý và tín lý mà giáo hội đưa ra đều được tín đồ tin theo. Không bàn cãi, những tiến hóa là một định luật của vũ trụ, trong đó có con người. Cho nên với trình độ hiểu biết của con người ngày nay,
những điểm niềm tin vụ quán bằng những điều vô căn cứ, hoang đường, phi logic, phản lý trí, phản khoa học vân vân. Trong Cato giáo Roma không còn chỗ đứng nữa, ít ra là trong giới có trí học, có trí thức và khoa học, ở trong cũng như ở ngoài giáo hội. Trong những xã hội Âu Mỹ, số người đi lễ nhà thờ giảm sút một cách rõ rệt. Điều này chứng tỏ phần quần chúng không còn sợ hãi sự hù dọa của giáo hội về một trọng tội nếu không đi lễ nhà thờ mỗi tuần, không còn thấy hấp dẫn trước những lời giảng dạy tẻ nhạt đã lỗi thời của các linh mục, mà những nhiều khi sự hiểu biết về tôn giáo còn kém giáo dân. Ít ra là đối với những tín đồ có một trình độ hiểu biết nào đó, hiện tượng nhà thờ vắng khách ở Âu Châu là một sự kiện không ai có thể phủ nhận. Trong khi đó, tại những nước chậm tiến như Phi Châu, Nam Mỹ, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân và một số ốc đạo ở Việt Nam, cũng như trong những cộng đồng đông đảo người Việt di cư, trình độ dân trí còn thấp, cho nên tín đồ Cato giáo vẫn còn đi lễ nhà thờ đông đảo và tin vào những cái gọi là bí tích mà giáo hội dạy các tín đồ là do Chúa đặt ra, nhưng thực ra chỉ là giáo hội đặt ra để tạo quyền lực tự ban cho giới chăn chiên trong việc kiểm soát và nắm giữ đầu óc tín đồ. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều dấu hiệu cho thấy các quốc gia Phi Châu, Nam Mỹ và ngay cả trong những ốc đảo Cato ở Việt Nam, con người đã bắt đầu thức tỉnh song song với sự mở mang dân trí trong những quốc gia này. Người Cato Việt Nam cần phải biết rõ nhiều hơn nữa về chính tôn giáo của mình, để có thể thấy rằng lệ thuộc Vatican dù là về tâm linh là chuyện phi lý, không có cơ sở trong Thánh Kinh. Khoan, kể những việc như vậy là tự đặt mình ra khỏi cộng đồng dân tộc, vì Vatican như một quốc gia là một ngoại bang, và như một tôn giáo chỉ là một giáo hội ngụy tạo mượn danh Giê-xu. Đã có một lịch sử đẫm máu hàng triệu người vô tội và một lịch sử không mấy tốt đẹp khi truyền vào Việt Nam, biến các tín đồ Cato Việt Nam thành lập tập đoàn những kẻ phản bội quốc gia và gây nên sự bất hòa giữa lương và giáo, mà theo linh mục Lương Kim Định xem ra không sao xóa sạch được. Ngày nay người Cato Việt Nam có khuynh hướng trở về với dân tộc, ít nhất là theo sự truyền của giáo hội Cato. Nhưng nếu còn lệ thuộc Vatican, còn không chịu chấp nhận những sự thật lịch sử, thì con đường này khó có thể thực hiện với thành tâm. Đây là một vấn nạn mà người Cato Việt Nam nên để tâm suy nghĩ kỹ. Đến đây, bài viết này kể ra cũng đã dài nhưng không thể gọi là đầy đủ. Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang cho rằng trong cuốn muốn viết tạm đủ về Cato giáo Roma, chúng ta cần ít ra một cuốn sách trên 4.000 trang. Một cuốn sách mà giáo sư đang thực hiện, chúng ta hãy đón coi tác phẩm đó đồ sộ này. Vì cuốn Thánh Kinh là muốn cuốn mà Kitô giáo nói chung dựa vào đó, nói đúng ra là dựa vào một phần rất nhỏ trong đó để truyền đạo. Cho nên tôi muốn đưa ra hai tài liệu có thể nói là khá tổng quát về cuốn Kinh Thánh của Kitô giáo. Trước hết, nhận xét tổng quát sau đây của một học giả Cato về cuốn Thánh Kinh. Trong cuốn Những Vị Thần Cuối Cùng của Huyền Thoại và Yeva, Yahweh và Giê-xu, tiến sĩ William Hackworth, một tín đồ Cato đã tỉnh ngộ và bỏ được một niềm tin sai lầm sau khi nghiên cứu lịch sử các tôn giáo trong đế quốc La Mã và khám phá ra rằng bí tích ăn thịt uống máu Chúa mà ông ta tin là thọ hưởng cái bí tích rùng rợn này hàng tuần và trong nhiều năm, đã có từ 3.000 năm trước khi Giê-xu ra đời, và rằng các thầy hay Thượng Đế chỉ là những sản phẩm tưởng tượng của con người đã viết. Người đã khám phá ra rằng từng quyển một trong Thánh Kinh đều chứa những sai lầm về sự thật, sự kiện, những sự phóng khoáng không thể không chính xác, những kỹ thuật làm hợp lý hóa những điều tiên tri về những sự việc đã xảy ra ghép với những điều tiên tri về tương lai đã được chứng tỏ là không chính xác, và không còn sai lầm gì nữa là chứa những lời nói láo cố ý. Nếu sự khám phá ra này được phổ biến tới thời đại chúng, thì cái huyền thoại Do Thái Kitô đã bị lật nhào bởi một cơn gió lốc khó có hy vọng phục hồi. Quần chúng ngày càng hiểu biết nhiều hơn về sự kiện này. Trần Trung Ngọc xin cảm ơn quý vị đã, các bạn đã chú ý lắng nghe trong thời gian. Vì đọc lâu, đọc mỏi mòn, nó sẽ có những cái sự vấp váp khó chịu. Trong bài này
thì nó tới 76 trang. Mình chỉ đọc được tới trang thứ 45. Còn tiếp theo mình sẽ làm tiếp theo phần thứ hai, chia cái phần thứ tư này làm hai phần. Mong quý vị hoan hỷ, bỏ qua giùm